Xin thức ăn thừa. Mậu trai, lần này công lao của người rất lớn. Nhờ ngươi mà đám đạo tặc toàn diệt, dân chúng trong huyện đã hưởng bình yên trở lại. Vì vậy ta tiến cử ngươi thăng cấp làm quan huyện. Ý ngươi thế nào? Xin cảm tạ quan lớn đã có ý tốt. Người xứng đáng nhận chức vị đó là nhóm ăn mày, chứ không phải là tôi. Tôi... Hả? Người nói vậy là ý gì? Tôi đã gia cố lại mái nhà cho anh chị rồi đó. Bây giờ mưa bão thế, mưa bão nữa cũng không sợ nha. Cũng may là có chú giúp, không may vợ chồng tôi còn khốn. Thế đã có thông báo gì về kỳ thi hương chưa chú? Trang ơi, mẹ ơi, con đói. Thôi, chị sang tôi, lấy ít gạo về nấu cháo cho các cháu đi. Nhưng mà còn chú? Chỗ anh em trong nhà, anh chị không phải ngại đâu. Với lại, bọn trẻ làm sao chịu đói được. Thôi, chị về nấu cháo cho các cháu đi, bọn trẻ đói lắm rồi. Đậu rồi, tôi đậu kỳ thi hương rồi. Công lao bao năm đèn sách của chú cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Vậy sắp tới chú có định tham gia kỳ thi hội nữa không? Khổ nổi, lộ phí đi đường rồi kinh phí thi lớn quá. Mà tôi thì... Hay là lần này anh xem thế nào, giúp tôi được không? Tôi sẽ không quên ơn anh chị đâu. Ấy, anh em mình thì tính toán gì, nhưng chú cũng biết năm nay mưa bão liên miên, thành ra nhà tôi cũng phải chạy ăn từng bữa. E rằng chuyện đó... Trong lúc thế này tôi vay tiền thì chắc ai cũng sợ tôi nghèo không thể hoàn trả. Chi bằng tôi mời 5-6 người thân hữu nha. Mình lập một nhóm hội góp vốn, xong xuôi công việc tôi sẽ hoàn lại các anh. Anh xem ý đó được không? Thế nào, chú đã mời được mấy người rồi, tình hình khả quan không? Đã có 5 vị đồng ý rồi, thêm cả anh nữa là hội ta có 7 người tất cả. Tôi cũng thống nhất với họ là sáng mai gặp mặt ở nhà tôi. Anh thu xếp qua, có gì phụ tôi nha. Vậy thì tốt quá rồi. Sao giờ này vẫn chưa ai tới vậy? Anh cho chú ấy vay thì biết bao giờ mới lấy lại được chứ. Trong khi con của mình đang sắp chết đói thì anh không mảy may nghĩ ngợi. Em anh mới khó một tí mà anh đã thương xót rồi. Mình à, chẳng lẽ mình đã quên những ngày nhà mình được cứu đói nhờ những nắm gạo cuối cùng của chú ấy sao? Bây giờ chú ấy cần tiền lên kinh dự thi, lẽ nào mình lại không nghĩ? Với lại mình nghĩ xem, tham gia hội góp vốn này, tới lúc mình cần tiền người ta lại hùng vào cho mình, thế chẳng đỡ hơn mình phải đi vay à? Không, anh có chắc á, giờ mình hùn vốn vào, xong xuôi hắn trả mình hay không? Hay là nhân cơ hội lên kinh rồi cao chạy xa bay, lúc đó biết tìm ở đâu giờ? Thôi thôi thôi, anh đừng có bàn soạn thêm nữa. Không đời nào tôi cho cái ngữ ấy vay tiền đâu. Nè, các người làm gì mà rình rập trước cửa nhà tôi thế? Chúng tôi đi ngang qua, thấy có tiệc ngon, nên chúng tôi chỉ muốn chờ để xin ít đồ ăn thừa thôi ạ. Chúng tôi xin phép đã làm phiền gia chủ. Khoan đã. Chẳng giấu gì, thời gian thi cử sắp tới, không có tiền làm lộ phí đến kinh thành, nên ta muốn mời thân bằng hảo hữu lập hội góp tiền. Nào biết đâu, bọn họ lừa ta, họ đã hứa với ta, vậy mà nay lại nuốt lời, khiến tiệc rượu ta chuẩn bị thành đồ thừa. Chỉ bằng thỉnh mời các vị vào ăn một bữa, các vị không chê chứ? Chúng tôi là những người địa vị thấp kém, được tôn gia chiếu cố ban thưởng cho cơm ngon rượu ngon thế này, chúng tôi cảm kích không hết, sao dám buông lời chê bai. Trời ơi, vậy là con đường khoa bảng của ta chấm dứt rồi sao? Bao công sức của ta đổ sông đổ biển hết rồi.
từ nơi này tới kinh thành, ông cần bao nhiêu ngân lượng? Ta chỉ cần trên đường không chịu đói, có thể thuận lợi đến kinh sư là được. Nếu vậy thì đây chỉ là việc nhỏ, ông chớ lo lắng mà ảnh hưởng tới kết quả kỳ thi. Chúng tôi nguyện ý hộ tống ông đến kinh sư. Không, ta không thể nhận sự giúp đỡ của các ngươi được. Bữa cơm ân huệ của ông chúng tôi không bao giờ quên, vì thế xin ông hãy để chúng tôi được đền đáp tấm lòng này. Đúng vậy, xin ông chớ băn khoăn mà mau thu dọn sách vở, rồi chúng ta lên đường kẻo trễ. Một thời gian sau. Ngày xưa mình cứ chê chú ấy khố rách áo ôm, bây giờ chú ấy đậu tiến sĩ, lại được ban cho chức quan huyện lệnh đó. Giá mà ngày xưa tôi không nghe mình, có phải bây giờ tiện bề nhờ vả rồi không? Chú ấy là quan, chẳng lẽ lại chấp mấy chuyện hồi xưa? Chúc mừng chú đã công thành danh toại, làm quan rồi, nhưng cũng đừng quên anh chị nha. Dạ, có gì hơn máu mủ ruột rà hả chị? Chờ chúng tôi với. Bây giờ ta đã là quan của huyện lớn rồi, để họ đi theo sẽ không tiện, nhưng cũng không thể ruồng bỏ ân tình được. Ta phải làm sao đi? Ngày hôm nay ông lên đường nhậm chức quan, thôi thì chúng tôi cũng chỉ biết chúc con đường quan lộ của ông hanh thông. Còn các vị xin ông chớ lo, ông làm quan thì hãy chỉ để ý tới công việc của mình, còn chúng tôi thì vẫn tiếp tục ăn xin. Nhưng khi ông cần, chúng tôi sẽ luôn tận lực trợ giúp. Bẩm quan, quả đúng là như vậy. Nhóm đạo tặc đang hoành hành trong huyện. Nếu tình trạng này còn kéo dài, e rằng muôn dân sẽ khốn khổ. Mong quan lưu tâm mà lấy lại bình yên cho mọi nhà. Các người đã có tin tức gì của bọn chúng chưa? Dạ bẩm quan, thần nghe dân chúng đồn gần đây xuất hiện nhóm ăn mày lạ, rất có thể ban ngày chúng đi khắp nơi để ăn xin, và tối đến chúng bắt đầu hoành hành cướp bóc, gây nhiễu nhương trong dân chúng đó ạ. Nhóm ăn mày, người có nghe nhầm không? Bẩm quan, thần đã thăm dò kỹ lưỡng mới dám tâu ngài. Bọn chúng chỉ gồm 3 người nhưng hành động thì rất nguy hiểm. Sao các ngươi lại ra nông nổi này chứ? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ta sẽ không bao giờ nghĩ các vị lại có thể làm chuyện đó. Ta thật thất vọng về các ngươi. Tôi cứ ngỡ ông là quan huyện sáng suốt liêm minh ấy, vậy mà để giải quyết vụ án quan trọng như vậy lại chỉ dựa vào một hành động không đầu không đuôi sao? To gan, các ngươi đã không biết lỗi lại còn lớn giọng khích bác ta sao? Quân lính đâu? Mau đem đám người này ra ngoài đánh 100 rồi đẩy vào ngục cho ta. Bẩm quan, chúng ta đã bắt nhầm người rồi. Bên ngoài có người báo đã tìm thấy hang ổ của nhóm đạo tặc. Chính nhóm ăn mày đã tiếp cận và báo lên chúng ta để có thể bắt tận tay bọn đạo tặc đó ạ. Ta chắc ông đã quên. Còn chúng tôi thì luôn dặn lòng rằng mình là những người thấp kém trong xã hội, nhưng vẫn phải có tự trọng, nên không bao giờ cho phép mình làm những chuyện như vậy. Và từ ngày ông nhậm chức quan, vì không muốn ông khó xử nên chúng tôi không dám tới gần. Nhưng trong tâm chúng tôi vẫn nguyện ý theo ông, nhất là khi thấy ông tiêu tụy vì tình thế nhiễu nhương, chúng tôi không thể ngó lơ. Vậy mà ông đã phản bội lòng tin của chúng tôi sao? Cũng chỉ vì bản tính hồ đồ mà ta đã đánh mất ân tình, ân nhân của mình. Nay xin quan lớn cho tôi được cáo lão hồi hương, vì tự thấy mình không còn xứng đáng để tiếp tục làm quan phụ mẫu của dân. Một ngày trọn vẹn. Cháu chào chú cảnh sát. Ồ, chào cậu bé. Vậy là cháu biết đồn cảnh sát ở đây rồi. Từ nay trên đường đi học về, ngày nào cháu cũng sẽ qua đây. Cháu gặp vấn đề gì sao? Chú sẽ giúp cháu
Dạ không ạ. Chỉ là cháu rất thích các chú cảnh sát. Sau này lớn lên cháu cũng sẽ làm cảnh sát như chú thôi. Ồ, ước mơ của cháu là làm cảnh sát sao? Vậy chú sẽ đợi cháu lớn lên nhé. Vâng ạ. Chào chú cảnh sát. Chú là bố của Adlen phải không? Cháu đang thắc mắc sao mấy ngày nay không thấy cậu bé đi học về ghé ngang qua đây. Thằng bé khó có thể ghé qua đây nữa chú cảnh sát à. Sao? Sao lại khó ạ? Có chuyện gì xảy ra với cậu bé sao? Thằng bé đang nằm viện. Nó bị ung thư máu. Mấy hôm nay nó vẫn nhắc đến chú suốt. Nó bảo hãy đưa nó qua để nó chào chú. Nhưng nó bệnh như vậy, tôi không cách nào theo ý nó. Chú cảnh sát à, tôi có việc này muốn nhờ chú. Vâng, cháu hiểu ý chú muốn nói ạ. Cháu sẽ qua bệnh viện thăm bé sớm. Chú hãy nói với bé giúp cháu rằng hết giờ trực chiều nay cháu sẽ qua thăm bé. Ôi, thật sự cảm ơn cậu. Chú ấy có nói với ba chiều nay sẽ qua thăm con phải không ba? Đúng rồi con trai. Chú ấy đã nói nhất định chú ấy sẽ đến thôi ba ạ. Chào Adlen. Cháu chào chú Harafi. Chú nhớ cháu quá. Chú nghe ba cháu nói cháu bị ốm nên chú qua đây thăm nè. Cháu phải nhanh khỏi ốm để còn qua đồn chào chú đấy nhé. Cháu cũng muốn vậy. Nhưng cháu sẽ không khỏi ốm được chú à. Ai bảo với cháu vậy? Cháu nhất định khỏi mà. Mấy hôm nay cháu đều mơ thấy mẹ. Mẹ cháu bảo không lâu nữa mẹ sẽ đón cháu lên thiên đường cùng mẹ. Và cháu đã đồng ý rồi. Nhưng cháu vẫn thích nghề cảnh sát lắm. Lên thiên đường không có cảnh sát phải không chú? Adlen. Adlen, con xem ai đến nè. Xin chào Adlen. Cháu chào các chú cảnh sát. Tôi xin tuyên bố, bổ nhiệm Mohammad Adlen làm cảnh sát bảo vệ thành phố. Ba ơi, là tên của con. Con được làm cảnh sát rồi. Là con ba à. Mời cậu bé Adlen nhận cảnh phục để chuẩn bị đi tuần tra trong thành phố. Tuân lệnh. Hôm đó, ước mơ của Adlen đã được hoàn thành trong tình thương của những người cảnh sát thành phố. Cậu bé được trao cơ hội giám sát một đoàn diễu binh, tới thăm một đồn cảnh sát và đi tuần tra bằng xe cảnh sát. Dù chỉ là một ngày, nhưng đó là ngày tuyệt vời nhất của cậu bé mang trong mình căn bệnh ung thư. Đó là một câu chuyện có thật về cậu bé Mohammad Uzai Adlen, Malaysia. Đừng sống trong ký ức. Phương này, anh có chuyện muốn nói với em. Sao anh, ban nhạc chơi bản này hay quá. Em đồng ý lấy anh chứ? Em sẽ mãi mãi yêu anh, mãi mãi bên anh. Em cảm ơn anh nhưng không thể. Em vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận một tình cảm mới. Đợi anh, Phương, để anh đưa em về. Anh ơi, bây giờ em phải làm sao đây? Tại sao anh lại bỏ em ra đi sớm như thế? Phương à, uống chút sữa đi con. Con đã nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày rồi.
Con không sao đâu mẹ à. Con ơi, đừng tự làm khổ mình. Quân mất cũng đã lâu rồi. Hoàng là một người tốt. Mẹ xuống nhà nghỉ đi. Con muốn một mình được không mẹ? Cái con bé này. Em đã hứa là sẽ yêu anh cả cuộc đời này. Và em sẽ giữ trọn lời hứa với anh. Là một lá thư của anh ấy gửi em, người anh yêu quý nhất cuộc đời này. Khi em đọc được lá thư này thì có lẽ anh đã đi rất xa rồi. Thời gian cũng đã trôi qua nhiều. Và chắc hẳn nỗi buồn của em đã dần nguôi ngoai. Để đối mặt với sự thật, anh không bao giờ nghĩ cuộc đời chúng ta lại xảy ra sự cố này. Giờ đây anh không thể mang lại hạnh phúc cho em được nữa. Dù anh không ở bên cạnh, nhưng em phải thật mạnh mẽ. Hãy mở lòng đón nhận tình cảm mới và sống thật hạnh phúc em nhé. Yêu anh, em hãy mạnh mẽ lên em nhé. Hãy trao tình yêu bấy lâu nay em dành cho anh tới một người xứng đáng. Anh chỉ có thể thanh thản khi thấy em hạnh phúc. Yêu em rất nhiều. Cảm ơn em, giờ chúng ta hãy bắt đầu xây dựng hạnh phúc cho cả ba đứa mình. Giá trị thực sự. Cha, thế là cuối cùng cũng đến ngày chúng ta được lưu hành rồi. Hồi hộp quá. Ôi chao, vinh dự quá nhỉ. Cứ hí hửng nữa đi, rồi đến lúc ra ngoài đừng có thất vọng đấy nhé. Ơ, sao anh lại nói vậy? Sao chúng ta lại thất vọng? Không phải chúng ta, mà chỉ là cậu thôi. 500 quẹn thì có giá trị gì cơ chứ? Cậu sẽ bị khinh như rác cho mà xem. Đúng đấy. Ơ, điều này là thật ư? Dạ, đây là ông ạ. Này cô, có tiền khác chẳng không? Chứ mấy đồng này lẻ quá. Rất tiếc, cháu hết rồi, còn mỗi tờ đó thôi. Thôi đành vậy. Hóa ra mình chỉ là tờ bạc lẻ. Cháu ngoan, ông cho cháu cái này để mua kẹo. Ôi, cháu cảm ơn ông. Cô ơi, cho cháu mua cây kẹo muốt. Mình chỉ có giá trị bằng một cây kẹo mút thôi sao? Cá của chị đây, tất cả hết 32.500 đồng. Vâng, em xin ạ. Ôi, ôi! Rơi xuống rãnh nước mất rồi, bẩn và hôi quá. Chỉ là tờ 500 bạc, thôi chả cần. Ai làm rơi tờ 500 bạc ở đây thế này? Ôi cướp, cướp! Tiền đây, được bao nhiêu thì nhanh lên. Tao chết mất, chỗ này chỉ đủ một liều thôi. Hả? Tai nạn à? Chết, sắp đi làm ăn. À, cứu, cứu tôi với! Trời ơi, sao số phận mình lại bất hạnh thế này? Giá mình đừng có sinh ra trên đời này thì tốt biết mấy. Năm trăm đồng. Cảm ơn trời Phật, hôm nay con không phải nhịn đói rồi. Bơm cho anh bánh trước nhé. Dạ. Tiền công của em này. Dạ, em xin. Tao sẽ giữ mày, đồng tiền bé nhỏ ạ. Mày là vật vô giá, vì là số tiền đầu tiên tao kiếm được. Thật không ngờ, mình cũng có ngày được hạnh phúc. Mình đã có công cứu đói một ông lão, giờ lại trở thành một vật kỷ niệm vô giá thế này.
con ma bí ẩn. Mời anh. Vâng, con xin. Rắn, có rắn trên hốc đá. À, tưởng gì ở đây gần đồng, thì thoảng có rắn vào trú ngụ, nhưng đều là rắn lành chú ạ. Còn lại ông rắn thần linh, còn đây là người trần mắt thịt, có làm gì mạo phạm đến ông thì ông đại xá. Còn lại ông. Ờ kìa chú, có con rắn còn thế mà chú cũng dái với lại, rõ thật là. Ấy, cụ nói nhỏ chứ. Tôi nghe nói các ngài rắn thần rất hay trú ngụ ở các gốc đa, gốc gạo, mạo phạm tới các ngài là không hay đâu. Thôi, tôi về đây, chỗ linh thiêng này tôi không dám ở lâu. Cái chú này thiệt là. Quái lạ, rõ ràng mình để nó trong túi quần mà. Này mình có thấy cái đồng hồ quả quýt của tôi đâu không? Tôi không thấy, hàng ngày tôi vẫn thấy ông cho vào túi quần để tiện xem giờ mà. Thì thế, hôm nay ra đồng tôi nhớ cũng đem nó đi, sao giờ chẳng thấy đâu? Chả lẽ rơi dọc đường rồi? Trời đất, cái đồng hồ ấy quý lắm đó, bắt hai lên tận thành phố mua mới được đó. Mình nhớ xem hôm nay đã đi những đâu, ra đường thử tìm xem, may ra thì còn. Ừ, tôi đi đây, trời sáng trăng thế này, có rơi ngoài đường là thấy thôi. Ma, 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 ma. Mình, có chuyện gì mà hốt hoảng như gặp ma thế? Thì tôi gặp ma thật, tôi vừa gặp ma, đích thị là ma rồi. Hai đốm sáng xanh. Mình nói gì vậy? Làm gì có ma chứ? Thần hồn nát thần tính, có khi là mắt mèo hay chó gì đấy. Không phải đâu, nó còn lao vào tôi nữa kia. Tôi chắc tôi gặp hạng lớn rồi mình ơi. Có khi ít bữa nữa. Mình có nhầm không? Mà nếu có gặp ma thật á, thì làm sao mà phải chết? Chắc chắn là ma rồi. Tôi nghe người ta bảo người sắp chết mới gặp ma. Tôi... Mình khỏe hơn chưa? Ăn bát cháo gà cho mau khỏe. Khỏe làm sao được hả mình? Tôi giờ nằm chờ chết thôi. Từ hôm gặp ma tới giờ. Sao mình nói gỡ thế? Ăn vô là khỏe liền à? Nè. Thế nào? Chú ôm đau thế nào? Sắp khỏe chưa? Tôi nghe bà con họ nói nhưng mà bận quá, nay mới sang thăm chú được. Cụ chu đáo quá, nhà cháu chắc bị trúng gió, ít hôm nữa là khỏi thôi cụ ạ. À, khỏi thế nào được, con bị ma ám rồi cụ ạ. À, hôm trước con đi đêm gặp con ma xanh lè. Con ma có hai đốm xanh lè nấp ở bụi tre làng phải không? Vâng, cụ cũng nghe nói đến con ma ấy rồi sao? Sao lại không nghe? Thế thì đại phúc rồi, chú gặp con ma ấy là phúc to rồi. Nó là, theo các cụ cao niên kể lại á, nó là con ma lành. Ai gặp được ma gì, người ấy may mắn lắm, sức khỏe. Cụ nói thật sao? Thật chứ sao không, ma gì là ma tốt đấy. Hóa ra là mình gặp được ma gì, hú hồn thật. Thế là mình yên tâm dưỡng bệnh rồi nha. Ừ. Con chào cụ ạ. À, chú đó hả, nay đi làm đồng sớm thế. Dạ, dạo này con thấy khỏe rồi. Đi làm sớm cho được việc cụ ạ. À, con đi nha. Không có con ma di mình bịa ra thì không biết chú ấy còn ôm đến bao giờ nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.